Spinner à? Như thế này thì thường quá. Như thế này mới ảo diệu này. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Ok, xin chào Việt Nam. Bài trước thì chúng ta đã làm chuyển động cắt quả dưa hấu. Bài này chúng ta sẽ làm Super Spinner. Đầu tiên thì tôi đã tạo ra một component Super Spinner rồi. Chúng ta sẽ vào file app.module.ts để cấu hình đường dẫn Super Spinner. Đường dẫn này sẽ trỏ đến component là Super Spinner Component. Ok, như vậy là chúng ta đã có đường dẫn Super Spinner. Chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn này. Chúng ta đã có Super Spinner rồi. Chúng ta sẽ cấu hình phần HTML. Chúng ta sẽ xóa đi dòng code giao diện mặc định, thay vào đấy là một div class bằng loader. Trong div class này chúng ta sẽ có 4 spinner. Chúng ta sẽ dùng thẻ span ở đây. Bốn thẻ span. Ok, chúng ta đã mất đi code mặc định rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành code phần set. Đầu tiên là hàm ladder và class ladder và class ladder span. Tiếp tục là cấu hình class ladder. Chúng ta đã có một hình vuông màu vàng bo tròn góc. Tiếp đến là style css, chúng ta sẽ cho màn hình đen xì để nhìn nó ảo diệu hơn. Style css thì mới cấu hình được body ở trong Angular nha các bạn. Tiếp đến là chúng ta cấu hình class ladder và class ladder span nữa. Xin lỗi các bạn, hình như chúng ta đã cấu hình hai lần rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ keyframe cho nó quay. Tiếp đến là thêm một animation derouting. Tiếp đến là một keyframe derouting. Chúng ta sẽ cho quay ngược lại. Đấy, một hình vuông viền trắng thì quay ngược lại. Tiếp đến là chúng ta cấu hình các span. Đây, như thế này sẽ có hình vuông. Tiếp đến là bốn hình vuông màu khác nữa. Đây, trông ảo diệu cho các bạn. Đỉnh của đỉnh luôn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.